Có biết không? Biết mình mới biết là cực người ta không? Hả? Tranh thủ cơ hội còn ghẻ hả hê khi con ruột bị ba mắng. Mới đây, một đoạn clip vừa được chia sẻ trên Facebook ghi lại khoảnh khắc cha ruột ngồi xò bóp chân cho con ruột khi con yêu lỡ đi chơi sung quá nhảy lọ giò. Không để vụt mất cơ hội này, con ghẻ đã ngồi kế bên liên tục nhắc vào tai ba phải mắng bé bót nhà mình. Chửi nó đi ba. Sưng nó lại nhắc nhắc. Có biết không? Biết là cực người ta không? Hả? Siêu cưng muốn ruột tim của người ta như thế này thì ai mà nỡ nặng lời cho cô chứ? Không khéo là con ghẻ lại bị ba mắng vì trêu em biết đây. Tuy mới đăng tải cách đây không lâu, nhưng chiếc clip đã thu hút rất nhiều lượt yêu thích, chia sẻ và vô số bình luận khoe cảnh con ruột và con nuôi phía dưới video. Con ghẻ chụp ảnh con ruột đang chờ bố đi làm về. Đây là ba tôi và con ruột. Hãy các bạn cùng xuất giùm suy nghĩ của bé bót này trong clip. Cánh lộn cũng cực lắm chứ bộ, chứ rảnh rang gì đâu mà giữ hoài. Các bạn còn để lại hẳn câu chuyện đau lòng thở ấu thơ. Hồi lâu bé Quýnh nhà em đi chơi bông gần chiều trước đi về nhà. Nhà em có một bậc thềm giữa sân sau với nhà. Thế là em bước xuống mà chân đau, hụt xuống đụng trúng. Thế là la oai oái, nội em thấy xong lại. Chân đau à. Ui, thương quá nha. Hết đau nha. Thương thương nha. Vâng, em ngồi đó, chứng kiến hết. Đau lòng. Đúng là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời có ghẻ mà được so cao như con ruột đâu. Còn các bạn nghĩ sao về video này? Hãy để lại bình luận cho Yulu biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Yulu. Nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi clip mới mỗi ngày nhé.